đạp nó căng chân nó thoải mái như này rồi. Không, mình có cái nấc mình tăng chỉnh á, để tăng nặng nhẹ đấy. Vâng, chú cứ xoay thử đấy, tăng chỉnh cho mình đi. Em nhẹ nhất. Tựa lưng không tới. Tựa lưng là nào không này. Đấy, tựa lưng như thế. Đấy, đúng rồi. Lúc nào mình mỏi ạ? Đúng rồi, mỏi tay thì mới bỏ ra là tựa lưng. Thế còn